Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, xuất khẩu hàng hóa vẫn được duy trì liên tục thông suốt, mang đến kỳ vọng về hoạt động thương mại nhộn nhịp và hiệu quả trong cả năm 2024. Kết thúc tháng đầu tiên của năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33 tỷ 570 triệu đô la, tăng gần 7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm nay tăng tới 42%. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Xuất khẩu tháng 1 năm 2024 tăng trưởng mạnh, đồng đều, cả ở nhóm nông lâm thủy sản và nhóm công nghiệp chế biến. Đáng chú ý, xuất khẩu tới các thị trường xuất khẩu lớn đều phục hồi tốt trong tháng đầu năm nay. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 với kim ngạch ước đạt 9,6 tỷ đô la, tăng 5,5% so với tháng 12 năm 2023 và tăng tới 55,8% so với cùng kỳ năm 2023.